Thế về những cái trường hợp nằm mơ sau mấy năm sau mà bình như thế thì... À, cái đó là tưởng giao cảm. Tưởng giao cảm nó thực hiện qua cái giấc mơ con. Giấc mơ đó, cái giấc mơ nó nằm ở trong cái ý thức. Ý thức gọi là mộng. Thì trong khi đó cái tưởng của con nó giao cảm cách đó 2-3 năm gì đó, hoặc là 5-10 ngày sau. À, con nằm chiêm bao con thấy đó là cái tưởng con nó giao cảm trước, rồi nó mới thực hiện qua cái giấc mơ. À, ví dụ như bây giờ con sắp sửa là tháng sau này con sẽ đi vào trong miền Nam, nhưng mà con tối con nằm chiêm bao con thấy chiếc tàu nó đứt khúc hai, nó nhảy xuống hố, nó bao nhiêu người chết. À, con thấy rõ ràng này, nhưng mà đúng vậy, con đi trên tàu đó con thấy con xảy ra cái tai nạn đó quá ghê gớm, mà chỉ còn con mình con còn sống. Thì con nói sao mà giấc mộng mình nó đúng vậy, chính xác quá vậy. Thì lúc bây giờ là con mới thấy con không hiểu tại sao mình biết được vậy, nhưng mà không ngờ đó là cái tưởng con mới đã giao cảm. Nó tại sao nó bị sự nhận biết từ trước, nó sự nhận biết là lưu thoát trong mình, nó vì cái phước của con cho nên nó nhận ra, nó báo cho con. Dạ. Những câu chuyện mộng á, thì nó có những cái tập sách mà người ta đã ghi lại những cái mộng mà nó có thực tế đó. Dạ. Thì có cái mẹ con của cái người đó là đi đến thăm chồng của mình làm ở xa, cũng như đi ở bên Pháp, mà họ đi qua ở bên Ấn Độ. Dạ. Chồng họ làm việc ở bên đó, bây giờ họ qua đó họ thăm. Thì cái đêm đó thì cái đưa xuống tàu đi. Dạ. Nhưng mà bà mẹ nằm chiêm bao là thấy tàu đắm và bao nhiêu trên tàu chết hết. Bà không cho đi. À, bà cũng đi bởi vì đi để thăm chồng, cho nên bà đi và bà đem theo đứa con. Nhưng mà bà trang bị trên mình, bà trang bị cái phao. Dạ. Nghĩa là ngủ cũng ôm phao, mà như thế nào cũng xỏ phao hết. Thì ở trong tàu đó mọi người ta thấy ngạc nhiên, tàu bình an như thế này mà bà sao mà bà đem cái phao và ôm cái phao và cầm cái phao cho con bà với bà như thế này, bà quá khổ như vậy. Thì bà nói thôi tôi kể, tôi làm gì tôi làm, mấy ông đừng có hỏi, chứ bà không có dám nói cái chuyện mộng mị của bà. Nhưng mà khi tàu chìm đó, nhờ cái phao đó mà hai mẹ con nổi. Thì lúc bây giờ người ta đến người ta cứu thì còn có hai mẹ con sống, còn bao nhiêu người nó lọt xuống biển chết hết. Nó nhờ cái phao đó mà nó nổi. Nhưng cũng nhờ giấc mơ. Thì nhờ giấc mơ đó. Cho nên mẹ con sống được là nhờ cái giấc mơ báo. Đó là cái phước của nhân quả. Cho nên nó qua cái giao cảm của cái tưởng, nó mới thể hiện qua giấc mộng. Giấc mộng đó mà bà sợ cho nên bà cũng đi thăm chồng. Làm sao không đi được. Cho nên vì vậy mà đi thăm chồng mình thì trang bị cho con nhà mình cái những hai mẹ con người một cái phao. Và bắt buộc phải cột chặt ở trong người hết. Cho nên cuối cùng tàu đắm thì người ta quýnh, người ta rối loạn hết rồi. Còn bà thì sẵn phao cho nên bình tĩnh. Hai mẹ con bình tĩnh nổi trên biển, tàu lần lần chìm xuống thì họ nổi trên biển. Người tàu khác đến thế. Thì con người có phước thôi, nhưng mà có những giấc mơ. Thì đó là cái phước đó, tức là tấm thiện. Tấm thiện nó mới có những cái giấc mơ để báo. Nó có nhiều cái giấc mơ nó rất hay đó. Nhưng mà người ta không biết tại sao mà con người lại có những giấc mơ như vậy. Dạ. Nhưng mà người ta không ngờ rằng tự trong thân của chúng ta có cái tưởng quẩn. Cái tưởng quẩn luôn luôn nó làm việc để nó bảo vệ. Cũng như con có cái chuyện gì mà xảy ra, sắp xảy ra điều gì đó, thấy bữa nay con mắt nó giật lia lịa, ôi không biết chuyện gì, con đâu có đoán được phải không? Nhưng mà ngày hôm sau cái nghe báo là có cái chuyện xảy ra ở gia đình của mình, hoặc là đi đâu trúng chữ cận cũng thấy nó đã báo nó chứ sao. Đó là những cái hiện tượng của cơ thể nó giao cảm mà nó biết được cái sự kiện ác pháp đến, cái nghiệp nó đến nó báo. Cho nên tất cả những cái này đều do tưởng của chúng ta hết, đâu do tưởng quẩn, chứ không phải chúng ta ngồi tưởng. Yeah. Nghe nói tưởng, mấy người cứ ngồi, cứ nghĩ là ngồi tôi tưởng cái chuyện đó, không có ai là ngồi tưởng. Tại vì cái tên danh từ của nó, Đức Phật gọi là tưởng quẩn. Yeah. Vì sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn, thức quẩn. Thì cái tưởng quẩn nó cũng như cái sắc quẩn vậy. Nó có phần hoạt động nó vậy. Con lại ở đây là gì? Dạ, được rồi. Con vì con thấy nhận thức của con chậm, mình ra con hỏi thầy nhiều. Làm cho thầy vất vả. Con không phải, con chuẩn bị cho mình hành trang để mà đi vào niết bàn cho nó sớm. Điều thứ hai nữa là mình còn có mấy năm nữa mà ra đi mà không hỏi những cái thắc mắc thì rất là tiếc. Ừ.
con tính con hỏi con đem theo sao mà hỏi, mình đi vô trong đó cần gì phải hỏi, tự mình đã thấy đã ở trong đó rồi còn có khỏe sao. À, thầy đã chỉ mấy con rồi, cứ thanh thản lạc vô sự thì chuyện đó sẽ thấy hết chứ mọi. Giờ lớn tuổi rồi ráng tu với con, hỏi cho luôn mình phải tu cho nhiều đó. Dạ có chứ ạ. Con phải ráng tu cho nhiều. Con khổ lắm đó. Chứ thầy thấy vô thường nó đặt cọc rồi. Thật định ạ.